Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Sơn PS. Tôi là Nguyễn Tùng Sơn. Và đây là video thứ 6 trong series hướng dẫn cách kiếm tiền bằng link rút gọn. Thì từ những video trước thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết những cái cách đăng ký như thế nào, tạo tài khoản làm sao. Bên cạnh đó thì mình cũng nói sơ qua về những cái cách mà mình có thể rút được gọn được link và đem nó lên những cái diễn đàn hay là Facebook để mình kiếm tiền như thế nào. Bên cạnh đó là cái quan trọng hơn là cái mà chúng ta có thể tuyển những người referral để thông qua họ chúng ta có thể cùng nhau win-win kiếm được tiền. Và ngoài cái những cái series hướng dẫn kiếm tiền từ hình thức rút gọn link thì tôi còn có những cái series hướng dẫn kiếm tiền từ YouTube, hướng dẫn kiếm tiền bằng điện thoại di động, smartphone. Thì trong thời gian tới thì tôi sẽ triển khai thêm những cái cách kiếm tiền online hấp dẫn hơn, và đặc biệt là nó sẽ là những hình thức mà có thể kiếm được tiền bằng hình thức thụ động, có nghĩa là chúng ta chỉ bỏ ra thời gian đầu để xây dựng nó thôi, nhưng mà thời gian sau khi nó vào ổn định rồi thì nó sẽ tự động một cách automatic, tiền sẽ tự động chảy về túi chúng ta hàng tháng mà chúng ta sẽ không cần phải bỏ ra nhiều thời gian như thời gian đầu xây dựng nữa. Nếu như các bạn quan tâm những video đó thì đừng quên đăng ký subscribe kênh của tôi để nhận được những thông báo mới nhất khi tôi đăng video. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tới bước hướng dẫn để có thể tạo được cái tài khoản trên website kiếm tiền thứ 6 này. Nếu như các bạn muốn đăng ký nó thì các bạn hãy bấm vào phần mô tả phía dưới video này để nhận cái đường link có thể đăng ký website kiếm tiền. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nha. Tôi sẽ copy cái link này, dán nó ra. Tin vui cho những bạn xem video thứ 6 thì ở phía cuối video này tôi sẽ có những cái điều đặc biệt dành tặng cho các bạn mà chỉ những người coi tới cuối video mới nhận được những điều giá trị đặc biệt này thôi. Rồi, và đây là cái giao diện đăng nhập của nó. Thì chúng ta có thể đăng nhập vào cái tài khoản Twitter hoặc là tài khoản Google mà mình đang đăng nhập sẵn rồi. Ở trường hợp này tôi sẽ ví dụ là tôi chưa đăng nhập vô tài khoản nào cả, và chúng ta sẽ bấm đăng ký ngay từ đầu. Và đầu tiên username chính là cái tài khoản đăng nhập của chúng ta, thì các bạn sẽ cùng tạo ra cho mình nha. Cái phần thông tin này thì chúng ta sẽ bấm vào I agree, xác nhận là chúng ta sẽ đồng ý với nó, và chúng ta sẽ bấm vào tạo tài khoản. Thì không có khác gì những cái website khác, những video trước đây thì các bạn phải làm một cái điều rất là quan trọng là mình phải verify cái tài khoản của mình thông qua tài khoản Gmail mà chúng ta đã đăng ký. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tài khoản Gmail để chúng ta verify nó nha các bạn. Thưa các bạn, và tôi đã nhận được cái email để verify ở đây. Thì chúng ta kéo xuống dưới một chút và bấm vào đường link liên kết ở đây. Nó sẽ chọn chúng ta ra phần đăng nhập. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ đăng nhập vào bằng cái email mà chúng ta vừa mới đăng ký vừa nãy. Thì có một số website thì nó yêu cầu chúng ta đăng nhập vô bằng username. Thì tùy thôi, nó yêu cầu như thế nào thì mình sẽ làm như vậy. Ở đây là cái giao diện mà chúng ta đăng nhập vào để tham gia rút gọn link và kiếm tiền. Thì nhìn nó cũng khá là đẹp, bắt mắt và dễ có thể nhận diện ra cách mà mình có thể kiếm tiền như thế nào. Ở đây đầu tiên là cái phần nó đo được rằng là chúng ta có bao nhiêu cái đường link rút gọn. Ở đây là tôi mới tạo tài khoản nên chưa có cái nào cả. Phần tiếp theo là cái số tiền mà chúng ta đã kiếm được tiền thông qua link rút gọn đó. Chỗ này là số click mà người dùng đã click vào. Ở đây là tổng số tiền mà ta đã kiếm được. Nó hình như nó sẽ bao gồm cả những hình thức referral nữa. Ở đây là tổng số tiền mà chúng ta sẽ đang chờ đợi để thanh toán. Phần này là số lượt chuyển đổi thông qua số lượt click và chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền. Ở đây nó thể hiện ra là những cái file, những cái folder mà chúng ta tạo ra. Ở đây là số tiền mà chúng ta đã thanh toán được rồi. Thì kéo xuống dưới là cái giao diện nó cũng rất là đẹp, là nó sẽ thể hiện ra một cái biểu đồ là mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu lượt click, chúng ta tạo ra bao nhiêu link, chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền. Cũng rất là hay. Các bạn rảnh thì các bạn sẽ vào nó coi thường xuyên.
Ở phần tiếp theo là chúng ta sẽ bấm vào đây để rút gọn đường link. Ví dụ như đường link của các bạn rất là dài, hoặc là các bạn muốn tham gia kiếm tiền và các bạn có những cái link rất là ý nghĩa, rất là bổ ích cho người xem, thì các bạn sẽ bấm vào đây rút gọn nó lại. Thay vì những hình thức trước đây các bạn gửi thẳng đường link đó cho họ thì không có ý nghĩa gì và chúng ta không kiếm được tiền từ nó, thì bây giờ chúng ta sẽ thử cùng nhau rút gọn cái đường link. Và đây là cái kênh YouTube của tôi, thì tôi sẽ copy nó và paste vào, bấm vào shorten, thì mặc nhiên nó sẽ tạo cho chúng ta một cái đường link rút gọn rất là ngắn, nhìn rất là đẹp, bắt mắt. Chúng ta copy nó và bây giờ chúng ta sẽ thử xem nó hoạt động như thế nào nha các bạn. Ok, thì ở đây nó thể hiện ra một cái giao diện cũng rất là quen thuộc, là nó sẽ chạy ra một quảng cáo trong vòng 5 giây, thì sau 5 giây đó chúng ta sẽ bấm vào skip. Các bạn thấy không ạ? Và nó đã trỏ ra cái liên kết mà vừa nãy tôi đã rút gọn. Và đây là cái hình thức mà chúng ta có thể kiếm được tiền thông qua cái cách mà mình rút gọn đường link. Rồi, vậy chúng ta sẽ tắt những cái này đi và đi tới những giao diện tiếp theo trong cái website. Thưa các bạn, khi đang quay video này thì cũng là 3 giờ sáng rồi. Các bạn có nghe thấy tiếng gà gáy không ạ? Ok, vậy tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Ở phần single thì mình có thể chỉ tạo ra một cái đường link rút gọn thôi. Nhưng khi ta bấm vào phần multiple thì chúng ta sẽ tạo ra được rất là nhiều cái đường link rút gọn. Chúng ta chỉ cần copy và thả nó vào đây rồi xong chúng ta bấm vào shorten là nó sẽ tự động chuyển ra những đường link rút gọn rất là nhiều cho các bạn. Kéo xuống dưới một chút xíu thì nó sẽ thể hiện ra những cái link mà mình vừa mới rút gọn, thì nó sẽ thể hiện ra hết ở đây để chúng ta nhìn thấy và chúng ta có thể copy nó lại mà mình không có phải là copy thả để rút gọn lại lần nữa nữa. Ở cái khu vực này là nó cũng thể hiện ra chúng ta thấy được rằng là ở khu vực nào đang chiếm cái tỷ lệ số đông mà họ bấm vào đường link của chúng ta. Và các bạn lưu ý rằng là cái lượt view ở nước ngoài thì sẽ có giá trị rất là nhiều. 1.000 lượt view thì chúng ta có thể kiếm được từ 3 đến 5 đô. Rồi, chúng ta sẽ kéo lên phần trên xem như thế nào. Ở cái thanh menu thứ hai này thì nó lại hiện ra một cái giao diện cũ. Và các bạn thấy là nó cập nhật không ạ? Và từ vừa nãy tôi mới tạo ra một đường link, tôi đã kiếm được bao nhiêu đây tiền. Thì một đích thì nó cũng chỉ kiếm được bấy nhiêu thôi, chứ có nhiều đâu các bạn. Quan trọng là sau này chúng ta sẽ tuyển referral nữa, nó sẽ giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi, vào phần menu thứ ba. Và phần này thì không có liên quan gì tới chuyện kiếm tiền cả nên tôi sẽ bỏ qua. Tiếp theo, ở phần số 4 này thì dường như là nó chỉ dành cho những người mà họ có tiền và họ đặt quảng cáo thôi. Còn chúng ta là người đi kiếm tiền thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm nhiều cái phần này. Ở cái phần menu tiếp theo đó chính là Public Profile, thì nó yêu cầu chúng là thì chúng ta có thể đổi được những cái thông tin của mình, ví dụ như là cái email hoặc là cái mật khẩu của mình. Ok, phần tiếp theo đó là phần rút tiền như thế nào. Thì chúng ta sẽ bấm vào phần withdraw, là phần trả thưởng, rất là quan trọng. Tôi nghĩ thì ai cũng quan tâm đến cái đoạn này. Ở đây thì nó sẽ cho ta rất là nhiều hình thức để chúng ta rút tiền: PayPal, Skrill, PayOneer. Thì tùy vào các bạn, nhưng mà tôi khuyến nghị thì các bạn nên sử dụng PayPal hoặc là PayOneer thì nó sẽ đơn giản và thông dụng hơn rất là nhiều. Và quan trọng nhất là trong những video của tôi cũng có hướng dẫn cho các bạn cách mà mình đăng ký tài khoản PayPal và tài khoản PayOneer để liên kết với tài khoản ngân hàng rút tiền như thế nào. Tại vì nó cũng khá là rắc rối nên nếu mà các bạn chưa có biết cách làm thì cũng nên coi video hướng dẫn của tôi. Ở đây nó nói rằng chúng ta có thể rút được tối thiểu là $1, rất là dễ rút thôi. Và riêng với tài khoản PayOneer thì chúng ta phải cần $20 chúng ta mới rút được nha các bạn. Rồi, thanh menu tiếp theo là referral. Tôi rất là thích cái phần này và tôi nghĩ nếu mà ai chơi MMO kiếm tiền online thì họ cũng rất là thích phần này thôi. Thì mỗi người sẽ có một cái đường link liên kết, tôi có một cái mã như vậy và các bạn sẽ có một cái mã khác của tôi. Và khi các bạn copy cái đường link này, thả nó và giới thiệu cho bạn bè cũng như là copy lên diễn đàn, cộng đồng hay những group, thì những người khác khi họ đăng ký thông qua cái đường link của các bạn thì mỗi khi họ kiếm được tiền thì chúng ta cũng sẽ kiếm được 20% trên doanh thu mà họ kiếm được, các bạn nhìn thấy không ạ?
Thì nếu mà các bạn, giả dụ các bạn kiếm được 10 người thì giống như là các bạn sẽ tuyển được 10 nhân viên vậy. Nếu mà các bạn kiếm được 100 người, 200 người thì các bạn sẽ có được 100, 200 nhân viên trong hệ thống của các bạn, và họ sẽ cùng bạn kiếm được tiền. Và dĩ nhiên đó là thể hiện cái sự win-win, hai bên cùng có lợi, hai bên cùng thắng. Ở phần mục này thì nó sẽ thể hiện ra những cái người nào đang là referral của các bạn, username, ID của họ là gì, username của họ tên là gì, và cái ngày họ tham gia, cũng như là số tiền họ kiếm được. Tiếp theo, ở đây là chúng ta có thể kiếm được tiền thông qua cái hình thức mà đặt quảng cáo lên trên website của mình. Nếu như các bạn đang có website rồi thì các bạn có thể đặt cái quảng cáo này, cái banner này lên website của bạn, và các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn rất là nhiều so với cái việc mà bạn rút gọn link mà gửi cái đường link này cho nhiều người để họ bấm vô link để kiếm được tiền. Tiếp theo là cái phần tool này thì các bạn sẽ tự nghiên cứu nha. Ok, ở phần đoạn cuối này thì chúng ta sẽ bấm vào bằng chứng. Ở đây nó thể hiện ra là một số những cái bằng chứng thu nhập. Thì các bạn thấy không ạ? Có những người kiếm được 1 đô, 6 đô, 1 đô, 22 đô, 48 đô. Thì tôi thấy là cái việc mà kiếm được 10 đô, 20 đô, 50 đô cũng không có khó. Quan trọng là chúng ta có biết cách để chúng ta kiếm hay không thôi. Các bạn thấy không? Có người kiếm được 99 đô và họ đã rút tiền về thành công rồi, thấy không ạ? Pending là đang chờ, complete là đã thành công. Và có rất là nhiều người đã rút được tiền rồi. Đây là chính là những cái bằng chứng thu nhập của họ. Đó, có những người cũng rút được 10 đô, 20 đô, 30 đô. Đấy, cũng rất là nhiều, chứ không phải ít. Nên nó nhiều người bạn thấy rằng là bấm cái này có 1.000 lượt tham gia thì mình mới có được mấy chục ngàn thì nó chả đáng bao nhiêu. Nhưng mà thực ra là cái việc mà mình quan trọng là phương pháp thôi các bạn ạ. Vì gì cũng vậy. Nếu như các bạn không có phương pháp thì các bạn đi rất là lâu. Nhưng nếu mà tôi biết được phương pháp thì tôi có thể kiếm được 10 đô, 20 đô, thậm chí 100 đô la. Thì cái món quà mà tôi muốn dành cho các bạn đó là những cái video nâng cao hơn. Có nghĩa là những video này thì sẽ hướng dẫn cho các bạn cầm tay chỉ việc cách tuyển referral như thế nào. Hay là cách các bạn có thể kiếm được nhiều đô la trong vòng một ngày bằng cái hình thức mà các bạn rút gọn đường link và kiếm được tiền. Các bạn đừng có quên theo dõi những video tiếp theo của tôi. Thì trong những video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái những cái hình thức nâng cao hơn để các bạn kiếm được tiền. Và cái món quà tiếp theo của tôi á, tôi muốn đem tới cho các bạn á, là những cái hình thức kiếm được tiền mới nhất của tôi. Thời gian gần tới thì tôi sẽ quay những hình thức mà kiếm được tiền thông qua Uber như thế nào này, và các bạn có thể đi xe Uber hoàn toàn miễn phí. Các bạn có muốn như vậy không ạ? Ok, thì trong những video tiếp theo, nếu như các bạn ủng hộ tôi nhiều bằng cái cách comment xuống phía dưới video này là tôi ủng hộ, thì có thể là tôi sẽ quay những video đó sớm hơn. Tại vì thực ra là tôi cũng, và cảm ơn các bạn đã coi video tới đây. Nếu như các bạn thấy video này thực sự ý nghĩa đối với bạn và những người thân của bạn thì hãy giúp tôi like video này và share nó cho những người bạn thân của bạn. Và đừng quên đăng ký cũng như subscribe kênh Sơn PS để nhận được những video mới nhất từ tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.